Xin chào tất cả mọi người, mình đang đi trên tuyến đường vành đai 3 trên cao và chuẩn bị tới khu vực cầu Thăng Long. Và khu vực này thì có rất là nhiều những chung cư cao tầng rất là đẹp. Đoạn đường này được quy định với vận tốc 100 km/h tới chỗ khu vực đường Hồ Tùng Mậu. Đó thì chỗ này là kết thúc rồi. Và bây giờ mình bắt đầu lên chỗ khu vực cầu Thăng Long đây mọi người. Đó thì chỗ khu vực này thì khá là thoáng, với thời điểm hiện tại là 9 giờ tối. Chia sẻ những cái hình ảnh tới anh em. Chiếc xe cũ kỹ của mình vẫn vượt dốc cầu Thăng Long rất là tốt, bởi vì mình chăm rất là kỹ nên nửa năm nay không thấy hỏng hóc gì mấy. Đó, mọi người có thể thấy là cầu Thăng Long đây, giá làm ra được một đoạn chỗ kia nữa, làm chỗ làn đường xe máy nữa, có phải tuyệt vời không? Trước kia thì hiện tại cũng thế, thì mình phải đi cái làn đường xe máy rất là vòng vèo. Nếu như mọi người làm được một làn đường xe máy chia phân biệt ra thì rất là ok. Cầu Thăng Long có chiều dài tương đối, không có dài quá. Hiện tại dài nhất là cầu Vĩnh Tuy, rồi đến cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân. Và cầu Nhật Tân đang mang cái hình hài là đẹp nhất, thuộc cầu Dây Văng. Còn chúng ta có thể thấy là cây cầu Thăng Long này thì là một cây cầu có lẽ là tuổi đời nó năm xây dựng của nó là cũng khá là lâu rồi. Có thể chia sẻ với mọi người là như vậy. Đây có một chiếc xe thô sơ, xe máy đã chạy lên cầu Thăng Long rất là nguy hiểm. Và nếu như nói về cây cầu lâu năm nhất, có lẽ là cây cầu Long Biên. Cây cầu Long Biên là có thể là lâu nhất. Còn cây cầu Thăng Long này thì hiện tại giáo viên chưa nắm được cái năm xây dựng của cây cầu này. Ở trên này thì cái việc di chuyển là khu vực sân bay Nội Bài, rất là nhiều những xe tải, xe khách và những cái xe con. Ở trên này riêng đặc biệt ở trên cầu Thăng Long đã va chạm giao thông thì tắc rất là nghẽn rất là nhiều, dễ tắc đường. Thông thì rất là thông thoáng nhưng có vấn đề gì xảy ra là rất dễ tắc đường. Và mặt đường ở trên cầu Thăng Long thì cũng khá là phẳng. Giáo viên có cảm nhận được là cái mặt phẳng nó, nếu như chỗ nào sóc nó sẽ lần lên cái vô lăng, bởi vì gió biển đi con xe nó sẽ cỏ thôi nên là cảm nhận tốt. Còn những cái bác nào mà đi xe trên tỷ hay vài tỷ thì rất khó cảm nhận được là đường xấu hay là đường không xấu. Đó cũng là một cái câu chuyện, nhưng mà chia sẻ là nếu như những cái bác lãnh đạo mà đi xe xấu xấu như của gió biển mà đi thị sát những cái con đường thì chắc chắn là các bác lãnh đạo sẽ cảm nhận được là chỗ nào xấu, chỗ nào không xấu. Đó là một cái điều hay mà đi xe cỏ nó cảm nhận được. Còn đi xe mấy tỷ thì khó mà cảm nhận được chỗ nào là đường xấu, chỗ nào đường tốt. Hiện tại thì gió biển đang đi gần tới cuối chân cầu Thăng Long rồi. Và phía bên kia là một cái khu vực khu công nghiệp Thăng Long rất lớn và có từ rất lâu rồi, là nơi xây dựng những nhà máy của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan ở đây rất là nhiều. Thì mọi người tới đây xin việc khá là ok. Một vài năm trở lại đây thì ảnh hưởng của Covid và kinh tế suy thoái lên cũng rất là nhiều người thất nghiệp. Nhưng nếu như mọi người có tay nghề thì cũng không lo, vẫn có những cái việc làm cho mọi người khi mà không có những cái nguồn thu nhập tốt thì có thể làm công nhân. Đó, hiện tại thì đi vào tuyến đường thẳng ra sân bay Nội Bài rồi mọi người.
Hôm nay thì Gió Biển chia sẻ đến mọi người qua cây cầu Thăng Long. Và cây cầu hiện tại vẫn đang vận hành rất là tốt. Và khi mà những cái thời điểm ban ngày khi mà đi trên cầu Thăng Long nhìn hướng về trung tâm thủ đô Hà Nội thì cũng rất là đẹp. Gió Biển hôm nay chia sẻ những cái khoảnh khắc buổi tối về cầu Thăng Long vào lúc 9 giờ đêm. Video clip này Gió Biển xin dừng tại đây. Xin chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.